bà con khi đi mua giống bà con không lên tham quá nhiều, bắt quá nhiều cái đó. Bà con phải hiểu là con cái nó có nhiều nhưng con đực nó không, vấn đề chăn nuôi chúng làm sao để cho chúng không bị thất thoát hay không bị chết chóc đi đâu. Thì bà con nên lưu ý là còn một việc nữa mà nó quyết định đến cái nguồn thu nhập cũng như là sinh lợi nhuận của bà con, đó chính là nông thôn làm giàu. Xin chào bà con. Là một thanh niên trẻ nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi các loài động vật hoang dã như con rúi, con trồn, con giòn và con treo treo. Cùng với đó là chủ một chuỗi trang trại chăn nuôi được trải dài từ Nam ra Bắc. Anh Nguyễn Trọng Phúc có địa chỉ tại thành phố Cần Thơ, luôn sẵn sàng đồng hành cùng với bà con chăn nuôi. Trong video hôm nay, kênh Nông Thôn Làm Giàu sẽ cùng với bà con đến tham quan một trong những trang trại chăn nuôi động vật hoang dã lớn nhất của anh Phúc. Và cùng với đó là lắng nghe anh chia sẻ về một trong số loài vật nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho các trang trại của anh hiện nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Xin kính chào quý bà con và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phúc. Tôi là một chủ chuỗi chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã có các địa chỉ tại Hà Nội, Phú Thọ và Cần Thơ. Thì hiện tại thì tất cả các cơ sở trang trại của tôi đang chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật như con rúi Mã Lào Thái Lan, con rúi Mốc Đại Trung Quốc, con cầy vòi hương, con cầy vòi mốc, con giòn và con treo treo. Hiện tại tôi đang đứng tại cơ sở của tôi tại địa chỉ tại quốc lộ 91B, Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Hôm nay tôi đứng ở đây để chia sẻ cho bà con về cái bí quyết chăn nuôi con rúi Mã Lào Thái Lan thành công và đem lại hiệu quả kinh tế cho mọi người. Xin mời bà con theo chân tôi đi tham quan trang trại. Như bà con được biết thì là chăn nuôi con rúi Mã Lào Thái Lan thì nó đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao, cũng như là giúp một số bà con đã thành công và thoát nghèo từ con rúi Mã Lào Thái Lan này. Nhưng không phải ai bắt tay vào đều sẽ thành công, đều có thể là thay đổi cuộc đời mình. Vậy nên là khi bà con xác định vào chăn nuôi con rúi Mã Lào Thái Lan, bà con phải nắm thật rõ cho mình là những cái yếu tố cơ bản nhưng nó là đóng vai trò quyết định đến cái thành công của bà con trong việc chăn nuôi rúi. Vấn đề đầu tiên sẽ được anh Phúc chia sẻ ngay sau đây, đó chính là khâu chọn con giống. Anh Phúc cho biết, để có được con rúi chất lượng thì điều đầu tiên, bà con cần phải tìm đến được trang trại lớn và uy tín. Thứ hai là khi bà con bắt giống thì không nên chọn quá nhiều rúi cái và quá ít rúi đực, vì trong quá trình bà con chăn nuôi, đến giai đoạn rúi giao phối, chẳng may có con rúi đực không giao phối được thì bà con sẽ không có con rúi đực khác để thay thế. Ngoài ra, theo anh Phúc, đối với bà con mới bắt tay vào nuôi rúi thì không nên chọn rúi bầu về nuôi. Còn nguyên nhân vì sao lại không nên chọn rúi bầu và cách chọn rúi chuẩn Mã Lào Thái Lan ra sao thì tiếp theo đây, anh Phúc sẽ chia sẻ từng ý một để quý bà con được rõ. Về vấn đề đầu tiên, đó chính là về lựa chọn con giống. Đó, về con giống, bà con phải tìm cho mình là một trang trại có con giống thật là chuẩn và uy tín. Đó. Với thứ hai nữa là bà con khi đi mua giống, bà con không lên tham quá nhiều, bắt quá nhiều cái. Bà con phải hiểu là con cái nó có nhiều nhưng con đực nó không phối được thì bà con lấy cái gì mà sinh sản, lấy cái gì mà đậu bầu. Vậy nên là bà con phải tối thiểu cho mình trong chuồng phải có vài con đực, để con này không phối được thì mình còn con khác để thay thế. Nó sẽ giúp bà con là vẫn tạo ra được cái con rúi có bầu và sinh sản cho bà con. Chứ bà con mua nhiều cái về, với trường hợp mua nhiều cái về, bà con về ít đực, chẳng hạn như con đực con không nhảy được thì bà con làm sao bà con phát triển được nó. Và thứ hai là một số trang trại họ bán những con rúi cái bầu nhưng bà con chưa biết cách quan sát làm sao để đúng chuẩn đây là rúi bầu hay là đây là rúi chưa bầu, nên là bà con phải lên nhớ vấn đề đấy. Mua rúi bầu với điều kiện là bà con phải biết được như nào là bầu để bà con thì bà con hãng mua, còn không thì bà con hãy mua những con rúi bình thường đó, về bà con tự ghép đôi và tự sinh sản. Về con rúi cái thì bà con nên lưu ý là khi bà con mua giống, bà con phải nhìn được là hình thể con rúi cái như thế nào. Đặc điểm chung của rúi Mã Lào Thái Lan đó chính là con rúi nó phải mõm ngắn và cái hai cái má của chúng sẽ có một chút ửng hồng đào và nó phải lành. Lành theo phương pháp là không phải con nào bà con cũng có thể ôm bế được, nhưng mà lành theo phương pháp là khi bà con lại gần nó không có biểu hiện như là hung dữ hay là tấn công người, mà nó sẽ rất là thuần hóa, là đi lại tự do rồi cũng như là ăn uống sinh hoạt tự do, không phải sợ người mà thu lưu một góc mà khè khẹt. Đó chính là những con rúi Mã Lào Thái Lan chuẩn
Và thứ hai là bà con nhìn cái lông của nó, lông nó không được sơ, phải mượt, bóng lông, thì đó chính là những con rúi và nó vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh. Nhưng nhiều bà con đi mua trang trại rúi ở một số trang trại khác thì bà con không biết chọn giống, bà con nhờ trang trại họ lựa hộ, nhưng bà con đã bị một số trang trại họ qua mặt, đó chính là họ lựa chọn cho bà con những con giống con rúi nó không đảm bảo chất lượng. Đó, con rúi thì gầy hóp bụng, rồi là lông sơ, rồi là mõm nhọn nó, và rất là hung dữ. Vậy nên là bà con hãy nên lưu ý những cái vấn đề quan trọng. Cái việc chọn con giống nó giúp cho bà con được đến 80% cái sự thành công của bà con. Con rúi có sinh sản tốt hay là con rúi có chăm con khéo, tất cả là nhờ con giống nó phải chuẩn. Vấn đề thứ hai đó chính là chế độ ăn uống của rúi má đào Thái Lan. Anh Phúc chia sẻ, rúi là loài động vật hoang dã thuộc họ gặm nhấm, nên thức ăn của loài vật nuôi này chủ yếu là các loại thực vật như thân tre, thân mía, thân cỏ voi, thân cây sắn và bắp. Đây là những loại thức ăn chính giúp rúi sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà bà con có thể cho rúi ăn tất cả những loại trên cùng một lúc, mà bà con cần có một chế độ phân chia khẩu phần ăn hợp lý, theo công thức đang được anh Phúc áp dụng rất hiệu quả tại các trang trại của mình. Về cái vấn đề thứ hai, đó chính là về chế độ ăn uống của rúi như nào. Đó, khi bà con đã chọn được những con giống mà là ưng ý và chuẩn chỉ, thì đến vấn đề chăn nuôi. Đó, vấn đề chăn nuôi chúng làm sao để cho chúng không bị thất thoát hay không bị chết chóc đi đâu, thì bà con nên lưu ý là rúi ăn thức ăn chính chỉ là tre, ngô, mía, thân cây cỏ voi, thân cây sắn. Đó là những cái thức ăn chủ đạo của chúng. Nhưng bà con nên lưu ý là không phải bữa nào bà con cũng cho 3-4 loại thức ăn đó vào một, và cũng không phải lúc nào bà con cũng cho toàn ngô, toàn mía vào một ngày. Vì cơ bản là ngô với mía là cái thực phẩm chứa rất là nhiều nước. Con rúi thì nó lại đặc tính của nó là không uống nước. Đó, vậy nên là nước vào cơ thể rúi quá nhiều cũng không tốt cho rúi. Nó làm cho cái phân của con rúi nó lỏng và làm con rúi nó thừa nước. Thì khi bà con chăn nuôi, bà con nên linh động là tre là thức ăn chính hàng ngày phải có. Vậy nên bà con hãy linh động cho mình là một bữa tre ngô với một bữa tre mía. Đó thì là tối ưu nhất cái sức khỏe của chúng. Và thứ hai, để khi bà con quan sát được cái sức khỏe của rúi, bà con hãy quan sát cho mình qua đường phân. Đó, những cái viên phân mà nó dạng tơi xốp và mềm, không bị vón cục hay là cứng, bà con bóp ở trên tay ra nó đã tơi xốp ra rồi, thì đó là những con rúi nó đang hoàn toàn khỏe mạnh. Còn những trường hợp mà phân rúi mà bóp ra là cứng và bóp mãi, dùng rất nhiều lực mà nó không tan được ra, thì đó là phân của rúi đang bị táo bón. Còn rúi đi ngoài thì bà con chỉ cần nhìn qua cái lớp phân trên mặt chuồng, đoạn nào có đoạn phân nhầy nhầy lát lát thì rúi đang bị đi ngoài. Còn về vấn đề sức khỏe như là ho hay viêm phổi của rúi, thì bà con hãy cố gắng là mỗi ngày chăn nuôi bà con hãy lán lại một chút thời gian để bà con nghe xem có con rúi nào có tình trạng ho hay không. Khi có tình trạng đó thì bà con hãy xử lý luôn cho mình, xử lý càng sớm thì là bà con bảo toàn được cái đàn rúi của bà con càng tốt. Chia sẻ về vấn đề thứ ba, giai đoạn ghép phối rúi má đào Thái Lan, anh Phúc cho biết có một số bà con sau khi đã thực hiện đúng các bước kỹ thuật cho rúi ghép phối khi xem hướng dẫn ở trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khoảng nửa tháng đến một tháng mà rúi cái vẫn chưa có dấu hiệu đậu bầu hay không thấy con rúi được nhảy, anh Phúc cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên chủ yếu liên quan đến một số vấn đề như là bà con đã chọn rúi đúng tháng tuổi để ghép đôi hay không, hoặc bà con đã nắm được biểu hiện lên giống và cách ghép phối đúng kỹ thuật hay chưa. Để bà con dễ hình dung hơn, thì tiếp theo đây, anh Phúc sẽ chia sẻ quy trình ghép phối giống rúi má đào Thái Lan tại trang trại của anh sẽ bao gồm những gì. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi. Còn cái khâu quan trọng tiếp theo đó chính là khâu ghép đôi cho rúi như thế nào. Đó, một số bà con thì bà con cứ xem trên các trang mạng xã hội là cứ mua rúi về xong là bà con cứ ghép nửa tháng hay một tháng nhưng mà không thấy rúi có tình trạng là đậu thai hay là không thấy con rúi được nhảy, thì bà con hãy lên xem lại cái tháng tuổi của con rúi và xem lại cái quy trình lên giống và ghép đôi của con rúi có đúng hay không. Khi trang trại tôi ghép đôi cho rúi thì việc đầu tiên tôi phải nhìn được thấy là cái con rúi cái phải có biểu hiện lên giống. Khi có biểu hiện lên giống thì bà con ghép vào thì tỷ lệ nó mới đạt chuẩn cao được. Và thứ hai nữa là bà con phải có được con rúi đực chuẩn nhảy thì bà con ghép mới đạt được. Thì cái biểu hiện lên giống của con rúi cái thì nó cũng nhìn với mắt thường thì cũng khá là dễ nhìn. Thì bà con khi bà con cho ăn, bà con vào chuồng thì cụ thể những chuồng nào nó sẽ có những cái âm thanh nó thất thanh lạ
hơn so với ngày thường. Và hơn nữa là bà con nhìn chúng là chúng sẽ có cái biểu hiện là hay dựng đứng lên các thành chuồng đó, và hay sẽ cào các cái chân ra cái hai mép chuồng đó. Để chắc ăn hơn nữa thì bà con hãy xách con rúi lên, bế con rúi lên, và bà con quan sát cho mình là cái bộ phận sinh dục của con rúi như nào. Khi bộ phận sinh dục của con rúi nó sưng, nó ửng đỏ lên kết hợp với những cái biểu hiện ở trên nữa thì đó là biểu hiện mà rúi đang muốn lên giống và đang muốn phối. Khi có biểu hiện đó thì bà con hãy bắt con rúi đực sang và ghép đôi. Ghép đôi thì bà con lên lán lại cho mình khoảng 5-10 phút để bà con quan sát. Tại vì là không phải con rúi nào cũng ghép vào là phối ngay. Đó, lý do tại sao mình bảo bà con là lên có một vài con đực đó, khi mà con cái lại không chịu con đực này thì bà con còn con đực khác để mà thay thế. Bây giờ bà con có ít đực quá, bà con khi ghép con rúi lên giống, bà con ghép con đực vào thì hai con nó không ưa nhau, không chịu nhau, nó sẽ cắn nhau. Thì lúc đó bà con không có con đực khác để bà con thay thế. Thì thành ra bà con bị lỡ mất một cái lần lên nước của con rúi. Vậy nên là bà con hãy cố gắng cho mình là có phải một vài con đực để thay phiên nhau, thay thế nhau. Con cái này không chịu đực này thì sẽ chịu con đực khác, để đảm bảo cho cái việc lên giống của con rúi nó được đảm bảo cũng như là được đúng thời điểm, và giúp cho bà con là phối giống chuẩn nhất. Vấn đề cuối cùng, chăm sóc rúi mang bầu và rúi ôm con. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng quyết định đến lợi nhuận sau này của người chăn nuôi. Anh Phúc chia sẻ, sau khi quá trình giao phối diễn ra thành công, thì lúc này bà con cần tách rúi đã đậu bầu sang một ô chuồng riêng. Mà đối với khu vực nuôi riêng này cần tuyệt đối không cho người lạ ra vào và hạn chế tối đa tiếng ồn xung quanh. Những điều này cũng được áp dụng với giai đoạn rúi mẹ ôm con. Ngoài ra, trong hai cái giai đoạn này, để đảm bảo rúi cái có đầy đủ dinh dưỡng, thì bà con cần bổ sung thêm những loại thức ăn sẽ được anh Phúc chia sẻ ngay sau đây. Còn một việc nữa mà nó quyết định đến cái nguồn thu nhập cũng như là sinh lợi nhuận của bà con, đó chính là khi rúi đã ghép đôi phối giống thành công rồi thì cách chăm sóc rúi mang thai cũng như là cách chăm sóc rúi tách mẹ như thế nào để cho bà con có được một đàn rúi con khỏe mạnh để xuất bán ra thị trường. Thì mình xin chia sẻ là khi con rúi cái đã phối và đậu bầu với rúi đực rồi thì bà con nên tách cho mình con rúi cái ra một cái ô chuồng 60-60 và bà con để trong một cái khu vực mà nó ít tiếng động nhất, ít người ra vào nhất. Và lúc đó bà con hãy giúp cho mình là lấy một viên gạch men khác, bà con che khoảng 2/3 cái mặt trên của chuồng, bớt lại 1/3 khoảng trống để bà con đưa đồ ăn vào cho rúi, cũng như là bà con giúp cho rúi là có gọi là sinh hoạt cũng như là trao đổi chất ở trong đó. Đó thì để cho rúi được an tâm và dưỡng thai ở trong đó. Trong quá trình dưỡng thai, bà con nên bổ sung thêm một số chất dinh dưỡng. Cụ thể như nhà mình là mình sẽ bổ sung thêm xương bò và một số loại vitamin tổng hợp thì giúp cho con rúi có đầy đủ canxi cũng như là dưỡng chất để dưỡng thai, để chuẩn bị cho việc sinh đẻ nó có đầy đủ chất nhất. Đó, khi mà con rúi mẹ đã đẻ con rúi con ra rồi, bà con tuyệt đối không để người lạ vào khu vực nuôi rúi và không nên tạo ra những cái âm thanh mà nó thất thanh gây hoảng loạn cho rúi mẹ cũng như là rúi con. Trong quá trình này, bà con vẫn nên bổ sung cho mình thêm một số chất dinh dưỡng như mình vừa kể trên. Và ngoài ra, bà con bổ sung cho mình thêm tăng cái lượng ngô và lượng mía lên. Hai cái thực phẩm này khi vào người con rúi nó sẽ chuyển hóa thành sữa để giúp cho con rúi mẹ có đầy đủ sữa để nuôi rúi con, tránh trường hợp rúi mẹ bị mất sữa khiến bà con phải nuôi bộ. Trong quá trình nuôi bộ nó rất vất vả và rúi con sẽ là còi cọc và không thể nào mà phát triển đầy đủ hay là khỏe mạnh như con rúi đang theo mẹ được. Nên bà con hãy lưu ý vấn đề này. Trên đây là 4 vấn đề quan trọng để có thể chăn nuôi rúi mang lại hiệu quả cao của anh Phúc. Nếu quý bà con nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về loài động vật hoang dã này thì xin mời bà con đến tham quan một trong những trang trại lớn nhất của anh Phúc ở khu vực miền Tây Nam Bộ, có địa chỉ tại quốc lộ 91B, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để được anh tiếp đón chu đáo. Đối với bà con mua rúi giống tại trang trại, anh Phúc sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu thương phẩm sau khi bà con đã chăn nuôi thành công. Đặc biệt, hiện nay các trang trại của anh Phúc đang có một số chính sách hỗ trợ dành cho bà con có niềm đam mê khởi nghiệp nuôi rúi. Và trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ này, anh Phúc sẽ chia sẻ chính sách hỗ trợ đó là gì để quý bà con nắm được chi tiết hơn. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ những cái bí quyết mà để chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan thành công, để giúp bà con phát triển kinh tế gia đình mình cũng như là có một cái nguồn thu lợi nhuận nó cao. Ngoài ra, trang trại mình cũng còn một số những cái chính sách
gọi là hỗ trợ chăn nuôi, hỗ trợ vốn chăn nuôi cho bà con thực sự có đam mê chăn nuôi về ngành động vật hoang dã này, và bà con có đam mê và muốn làm giàu cũng như là kiếm tiền từ loài vật nuôi động vật hoang dã, thì trang trại mình có những cái chế độ gọi là hỗ trợ vốn ban đầu. Ngoài ra thì khi bà con bắt giống tại trang trại mình thì mình sẽ có những cái hợp đồng đi kèm, như là hợp đồng bao tiêu cũng như là chế độ bảo hành và giấy tờ pháp lý cho bà con để bà con chăn nuôi được an tâm về nguồn đầu ra hơn. Cuối cùng, nếu quý bà con nào có những thắc mắc còn chưa hiểu thì hãy liên hệ ngay cho anh Phúc qua số điện thoại đang được hiển thị trên góc phải màn hình để được anh giải đáp và tư vấn chi tiết hơn. Anh Phúc luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình chăn nuôi. Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công.